Trên địa bàn huyện Tam Nông hiện chưa xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Tuy nhiên, để chủ động phòng chống nguy cơ xâm nhiễm và lây lan dịch bệnh, thời gian này, cơ quan chức năng của huyện đang tăng cường tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, đảm bảo an toàn cho ngành chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. Nghe tin dịch bệnh viêm da nổi cục bùng phát ở nhiều địa phương trong cả nước, ông Đào Xuân Nhàn ở xã Tề Lễ, huyện Tam Nông đã nhanh chóng phối hợp với cán bộ thú y xã tiêm phòng vaccine cho hai cặp bò sinh sản của gia đình. Là tài sản lớn của gia đình nên ông Nhàn rất chú trọng việc tiêm phòng các loại vaccine để đàn bò luôn khỏe mạnh và phát triển tốt. Mình là chủ yếu là chăn nuôi hai nái bò, hàng năm vẫn tiêm phòng, đầu năm là tiêm long móng lở mồm. Và chương trình này là lại có cái dịch viêm da nổi cục, gia đình cũng nhất trí là tiêm phòng đầy đủ hết. Hàng năm là vẫn phun thuốc khử trùng hai lần, đầu năm cuối năm. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5, huyện Tam Nông triển khai tiêm phòng nhiều loại vaccine cho đàn vật nuôi. Trong đó đã có gần 600 liều vaccine viêm da nổi cục được tiêm cho đàn trâu bò. Để đảm bảo công tác tiêm phòng đạt hiệu quả, cán bộ thú y các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, lập danh sách và đến từng hộ gia đình để tiêm phòng cho đàn gia súc. Trạm chăn nuôi và thú y đã hướng dẫn bà con thực hiện tiêm phòng trên đàn gia súc các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, đặc biệt là viêm da nổi cục. Thì trạm cũng đã hướng dẫn bà con thực hiện tốt là 5-0. Đồng thời để phòng bệnh tốt cho đàn trâu bò, bà con nên chủ động tiêm phòng vaccine và thực hiện khử trùng tiêu độc thường xuyên. Sự chủ động của các cơ quan chức năng cùng sự đồng tình, ủng hộ của các hộ chăn nuôi sẽ góp phần phòng chống dịch bệnh, đảm bảo số lượng đàn vật nuôi, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân.